Đây là trận đấu đầu tiên, Mã mới là người cầm Veres, Khỉ cầm Timmy, cuối cùng là thầy giáo X sẽ cầm cho mình con bài Maja. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên. Đây là khu đường giữa, Hàn Vi bị cấu máu. Đây là một cô gái rất xinh và xinh nhưng Khỉ không tha, không, Mã không tha thì đúng hơn. Cướp rừng đến từ khu vực Việt Nam rất đổ bão. Chúng ta đang lao thẳng vào rừng của đối phương. Đội bạn biết điều đó, đội bạn tập trung bốn thành viên. Chúng ta cũng có bốn đánh nhau rất hỗn loạn. Anh Mã đã quẹt được một cú quẹt rất tốt. Veres quẹt được và chúng ta lùi về thành công. Mượt Sương vẫn muốn đánh, Mượt Sương hơi máu, Mượt Sương hơi máu, Mượt Sương phải lùi về và Mượt Sương lùi về thành công. Không, Khỉ đã bị kẹt lại, Khỉ sẽ bị hạ gục và điểm hạ gục đầu tiên dành cho đội bạn. Đó là một tình huống mà Mượt Sương hơi sâu và nó khiến cho đội bạn đã có được cho mình một pha phản công và có được một điểm hạ gục. Nếu như Timmy không chắn Nam pha thi đấu đó thì nhiều khả năng Mượt Sương sẽ bị hạ gục và chúng ta không hy vọng điều đó bởi người trên đường rừng của chúng ta đang sở hữu bùa xanh. Dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã cướp được con bùa xanh của đội bạn, đó là một tín hiệu thành công. Đây là trợ thủ của đội bạn thi đấu khá tự tin. Cô nàng này đang di chuyển rất cao, mặc dù cầm một vị tướng hơi ổ báo nhưng đây là một pha di chuyển sai lầm. Đội tuyển Việt Nam đã quay bắt rất nhanh. Mượt Sương có hai mùa và nên nhớ Mượt Sương có hai mùa và cả cấp độ 4 nữa. Và sau đó là một pha quay bắt đến từ đội tuyển Việt Nam và chúng ta đã có được cho mình một điểm hạ gục. Tiếp theo đó thì chúng ta đang chờ đợi để set up con rồng đầu tiên của trận đấu này. Rõ ràng là trình độ chuyên môn của chúng ta đang giãn cách so với đội bạn một chút thì phải. Tôi đang cảm nhận được như vậy bởi chúng ta đang có được một lượng tiền rất ổn. Đây là chênh lệch 1.000 tiền đến từ khu vực Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đây là một trận showmatch, đây là một trận showmatch rất thú vị. Và đây là một trận showmatch giữa các streamer nổi tiếng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Về bộ môn liên của Mobile, lùi dao kẹt lại, lùi dao sử dụng chiêu cuối, đã xuống ngựa, lùi dao bất tỉnh, lùi dao đứng yên, lùi dao nằm yên hưởng thụ rồi. Và đó là một tình huống mà đội tuyển Việt Nam có thêm một mạng hạ gục. Một tình huống mà có lẽ lùi dao đã hơi bị sự cố về mạng thì phải. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau phải khắc phục thôi. Một cô gái cũng cực kỳ xinh, và xinh nhưng không có nghĩa là tha. Khỉ và thầy giáo X đang băng vào, muốn lấy mạng, đủ sát thương. Khỉ quay trở lại, Khỉ lùi về thành công. Trong khi đó thì Hanvi, anh ta cô nàng này thì đúng hơn, không thể gây khó khăn được cho Timmy trong tình huống lùi về vừa rồi. Đây là cái trụ đầu tiên ở khu đường giữa, Mượt Sương đang muốn lấy nó. Mượt Sương đã bị trụ bắn và phải lùi về. Chúng ta bị địa ra mất con lính và đó là lý do tại sao Lui Yao lui lao lên. Lui Yao đang quất ngựa, Lui Yao muốn hạ gục được X nhưng X rất thông minh đã tốc tiến lùi về sau khi sử dụng chiêu cuối và không bị hạ gục trong tình huống vừa rồi. Tình huống đó là một tình huống mà Lui Yao đã mất chiêu cuối, đã có tín hiệu đánh đến từ đội tuyển Việt Nam và đã có thêm một điểm hạ gục nữa. Timmy rất xanh ở trong trận đấu này, điểm hạ gục Ultimate sau mạng bị đánh đầu tiên. Thì Timmy thậm chí ở thời điểm hiện tại đang có 2.400 tiền, một lượng tiền rất ổn, một lượng tiền rất ổn đến từ Timmy, mặc dù chỉ là trợ thủ. Trong khi đó khu đường trên thì Mã vẫn đang có lợi thế với Âu Quang. Tôi nhớ không nhầm thì tên của người chơi Đài Bắc đến từ khu đường trên là Lão Quang. Và đó có lẽ là đến từ việc anh ta hơi lớn tuổi. Và pha thi đấu vừa rồi là pha thi đấu mà đội tuyển Việt Nam đã phải bỏ lại một cái mạng ở khu đường trên. Nhưng đây là khu đường rừng, chúng ta đã có một mạng của Hanvi. Sau đó là Seri, hai cô gái đã bị hạ gục. Hai cô gái đã phải nằm yên hưởng thụ trong tình huống này. Cú nhây ở khu đường rừng của đối phương. Và đã có bùa dành cho Mượt Sương, sao cui lao vào. Và có lẽ cô nàng này đi lạc mất rồi, sử dụng quả cầu băng sương nhưng có lẽ là không ăn thua. Và điểm hạ gục Ultimate dành cho vị trí của Hami. Mặc dù chỉ là một cô gái nhưng Hami cũng đã có điểm hạ gục Ultimate và điểm KDA rất đẹp, đó là 302. Đường trên Lui Yao sử dụng chiêu cuối nhưng Lui Yao liệu có thể bắt được không? Phải đó là một pha kết hai. Lui Yao hình như lao vào hơi quá trớn. Lui Yao vẫn đang solo hai người ở khu vực đường dưới và anh ta đang phải chạy về, chạy thục mạng nhưng không thành công. Lui Yao đã bị hạ gục. Điểm hạ gục dành cho một thành viên đến từ khu vực Việt Nam, có lẽ đến từ vị trí của thầy giáo X. X đang bị bắn, X bắn bị bắn khá đau và đã bị hạ gục. Một pha sốc nam, một pha sốc nam đến từ Xiao Cui, cướp rừng liên tục và đó là bùa xanh. Lui Yao không có bùa xanh và Lui Yao liên tục lên ngựa trong một thế bị đụng. Bị động thì đúng hơn, xin lỗi quý vị các bạn. Đây các Khỉ đã thấm máu và anh ta đã bị hạ gục không. Được hồi sinh lại bởi chiêu cuối đến từ Timmy. Và đó là một cú bắn. Một cú bắn đến từ cô nàng Seri. Cô nàng cũng cực kỳ xinh, nói chung là cả ba cô gái đang thi đấu ngày hôm nay đều xinh. Bên phía khu vực Đài Bắc tuyển sang 4 cô gái và đều là những cô gái rất xinh. Nhưng xinh không đồng nghĩa với việc là chúng ta nể nang và chúng ta vẫn đang hành ra ngất giá bã ở trong trận thi đấu này với một thái độ, một KDA rất ổn. Ở thời điểm hiện tại chúng ta đang đè tiền lên đến con số 7.000 tiền và đây là một lượng tiền đủ ổn để chúng ta có thể giành được chiến thắng ở trong trận thi đấu này. Ở trên khu đường trên thì Veres đang cướp bùa đỏ và con bùa đỏ nó nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, đã kiểm soát được con bùa đỏ. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đánh vào khu đường trên cộng với khu đường giữa và cả khu đường dưới nữa, đang ép cả ba đường đến từ tuyển Việt Nam.
Team Việt Nam vẫn đang ép sân rất mạnh mẽ và có lẽ chúng ta sẽ có được cho mình ít nhất là toàn bộ dàn khu đường ngoài của đối phương chăng? Chưa, nhưng chúng ta vẫn đang ép rất triệt để. Khu đường giữa đang được đẩy vào đến từ 3 thành viên và Mờ Sương vẫn đang hì hụi để có thể đẩy được cái trụ ở khu vực đường rộng. Đây là Xiao Kui và cô nàng PC đã phải lấy bảng điểm số và cả cái trụ đường giữa cũng vậy. Trong khi đó chúng ta vẫn duy trì một thế ép đủ ổn để có thể đẩy cao tất cả các đường và hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ được có được chiến thắng ở trong trận đấu này, một trận đấu mà chúng ta có lẽ sẽ thắng sớm chẳng. Lượng tiền giãn cách lên được con số gần 10.000 tiền. Địa sát được đặt ra bắt lại được Mờ Sương nhưng Khỉ đang che đam và Timmy đã che đam thành công. Han Phi buộc phải lùi về và cái trụ này sẽ có cho đội tuyển Việt Nam được lịch sử cấp đầu tiên. Một pha dình dập khá hay đến từ Lao Sui nhưng Lao Sui tung chiêu trượt và Lao Sui chưa dám lao vào. Lao Sui đã lên ngựa, anh ta muốn quát vào, anh ta bắt người nhưng anh ta không xuống ngựa thành công và chúng ta có thêm một điểm hạ gục nữa. Wow, má bị ngược trở lại. Vedet đang thấp máu, Vedet đã bị hạ gục. Chúng ta mất đi một người nhưng đội bạn đang chỉ còn 3 người phòng ngự mà thôi. Có lẽ chỉ 14 giây nữa thì mới có một thành viên ra mặt và chúng ta lùi về thành công. Chúng ta đang có 13 điểm hạ gục. Nên nhớ rằng nếu như chúng ta hòa một đều thì chúng ta sẽ có được tính điểm hạ gục. Đó là một pha thi đấu rất hay đến từ vị trí của Elsu của Seri. Cô nàng này vừa có một cú bắn rất hay vào người chơi đường giữa thành giáo ít của chúng ta. Nhưng đây là pha cân đôi đến từ Mờ Sương. Mờ Sương vừa cân đôi và chúng ta có được 2 điểm hạ gục. Mờ Sương thấp máu, Mờ Sương bị hạ gục trong tình huống này. Sau pha cân đôi, anh Mã. Đây là Hanfi, Hanfi bị giữ lại, Hanfi bị hạ gục trong tình huống này. Lên ngựa đến từ Lui Chào, đã xuống ngựa, đang quất vào Hạ Mi, muốn bắt đạt Hạ Mi, muốn bắt đạt Hạ Mi không dễ. Đang có chiêu cuối đến từ Timmy và Hạ Mi yên tâm bắn nhưng Hạ Mi bị quá thời gian hồi chiêu cuối đến từ Khỉ và bắt buộc bị hạ gục. Nhưng chúng ta cũng có lại 4 mạng hạ gục đến từ đối phương. Đây là một pha bốc đầu khá hay đến từ Hạ Mi, muốn bắt lại X lùi về thành công. Khỉ thì sao? Mã thì đúng hơn, muốn cân 5 và có lẽ Mã sai rồi, không vẫn quẩy được và lùi ra thành công. Đây là Lui Yao muốn bắt vào thành giáo X. Lui Yao đang lên ngựa, quất liên tục và anh ta đã hạ gục được thành giáo X. Và sau đó muốn lao lên, một pha chống trả rất quyết liệt đến từ đội bạn. Chúng ta chỉ có 3, còn đội bạn là 5. Và chúng ta đã có tà thần Seja, đó là con tà thần Seja được mang lại bởi Mưa Sương. Được thả ở một đường trên, chúng ta yên tâm giao tranh bởi đường trên chúng ta sẽ đẩy rất cao đến từ con rồng tiên phong. Đây là Mờ Sương hơi thấp máu, cần phải bảo kê Mờ Sương. Mờ Sương vẫn đang bắn, Mờ Sương vẫn đang được bắn thành công, lùi về thành công. Trong khi đó thì Mã vẫn đang lao lên rất quyết liệt và Vedet có lẽ đã cân ba cho tình huống đó rồi. Vedet đã có được cho mình 2 mạng hạ gục và sau đó thì tiếp tục quẩy tiếp và đó là mạng hạ gục thứ 3. Tôi nghĩ rằng là như vậy bởi vì rõ ràng là có một mạng hạ gục bị cướp đi bởi Mờ Sương và chúng ta đã có 2 mạng hạ gục dành cho Vedet mà thôi. Và sau đó là một mạng hạ gục nữa dành cho Mờ Sương, chỉ có một con lính. Và chúng ta muốn kết thúc trận đấu này. Đây là phút thứ 12 và chúng ta bắt lại được Xiao Kui. Cô gái của chúng ta sau khi thả bướm thì cũng đã ra đi và đó là điểm chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Ok, chúng ta đã có được chiến thắng ở thời điểm 11 phút 38 giây.